Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, Pokemon hay những sinh vật ma thuật, chúng sinh sống ở khắp mọi nơi trên thế giới, gần như ở mọi khu vực, từ biển cả đến núi cao, từ cao nguyên đến sa mạc, chúng ta đều có thể bắt gặp sự hiện diện của các Pokemon. Ở thế giới này, con người sử dụng Pokemon vào rất nhiều mục đích khác nhau như nghiên cứu, sản xuất hay chiến đấu. Pokemon cũng có tình cảm, nếu bạn đối xử tốt với chúng thì chúng sẽ hết lòng phụng sự, thậm chí là có thể bảo vệ bạn cho dù phải bỏ cả tính mạng. Tuy nhiên, có nhiều trainer lại không hiểu được điều đó, họ chỉ coi Pokemon như công cụ để chiến đấu mà thôi. Chính vì thế, nếu gặp phải Pokemon yếu, họ dễ dàng vứt bỏ chúng. Khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cổng khác sẽ mở ra. Trên cuộc hành trình 25 năm của mình, Satoshi thực sự đã thu phục rất nhiều Pokemon. Trong đó, không ít Pokemon là hàng của người khác, nhưng cậu vẫn tiếp tục nhận chúng để cùng nhau tiến về phía trước, hướng đến những mục tiêu cao hơn. Vậy, trong toàn bộ những Pokemon của Satoshi, những Pokemon nào từng có một chủ nhân khác trước khi gặp Satoshi? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với video tổng hợp những Pokemon của Satoshi từng thuộc về trainer khác nhé. Mở đầu danh sách ngày hôm nay là một trong những Pokemon mạnh nhất của Satoshi, đó là rồng lửa Lizardon. Tuy mạnh mẽ là thế, uy mãnh là thế, nhưng Lizardon từng là Pokemon bị chủ bỏ rơi. Trước đây, khi còn là Hitokage, nó rất yếu đuối và không giành nổi chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào. Vô dụng thật sự luôn, là tôi thì tôi cũng vứt, nuôi tốn cơm. À nhầm, anh em giả vờ như chưa nghe gì đi nha. Chính vì thế mà trainer của nó đã muốn vứt bỏ nó nên nói dối, nó đợi hắn ở một hòn đá, nhưng hắn đã bỏ đi và không có ý định quay lại đón nó. Hitokage cứ đứng ở đó, đợi từ ngày này qua ngày khác, cho đến một đêm mưa gió, nó bị một đàn Oni Suzume tấn công, nhóm Satoshi đã giải cứu và đưa nó đến trung tâm Pokemon. Tuy nhiên, sáng hôm sau, Hitokage quay trở lại chỗ cũ để chờ trainer của nó. Sau sự cố với tiêm rocket, nó đã sử dụng một đòn phun lửa cực kỳ mạnh mẽ, tên chủ cũ thấy thế nên đã quay lại với ý định rước nó theo. Nhưng Hitokage đã phớt lờ hắn, nó quyết định đi theo Satoshi. Đúng là trong cái rủi có cái may, đây chính là một quyết định cực kỳ sáng suốt. Sau khi trở thành Pokemon của Satoshi, nó được đối xử rất tử tế và là một trong những Pokemon thân thiết nhất của Satoshi. Sau hai lần tiến hóa, nó đã trở thành Lizardon, một Pokemon cực kỳ mạnh mẽ. Nó rất nhiều lần xuất hiện để giải cứu Sa trong những trận đấu quan trọng. Nó thậm chí còn đánh bại cả Frieza, một Pokemon huyền thoại, mở đầu cho kỷ nguyên của các Pokemon huyền thoại bị Sa nó vả như con. Tuy cực kỳ mạnh, nhưng tại các phần phim sau, nó phải rút về phía sau để nhường sàn diễn cho các Pokemon khác thể hiện. Không trận nào Sa cũng mang Lizra xài, thì ai chơi? Lizardon cũng là một Pokemon mang tính biểu tượng rất cao, chắc là chỉ kém Pikachu. Câu chuyện bị bỏ rơi của nó sau này được khá nhiều Pokemon khác kế thừa, thậm chí trong movie 20, movie kỷ niệm của Pokemon, cái câu chuyện bị chủ bỏ rơi lại được tái hiện một lần nữa cơ mà. Có thể các bạn không biết, nhưng Zenigame cũng từng là Pokemon bị chủ bỏ rơi, không biết vì lý do gì, sau đó nó đã trở thành thủ lĩnh của một bầy Zenigame. Bầy Zenigame này là tập hợp của những Pokemon từng bị chủ bỏ rơi. Chính vì thế, chúng rất căm thù con người nên đã hợp nhau lại và bắt đầu đi phá làng phá xóm. Trong lần nhóm Satoshi đến hội quán Kojiba để thách đấu, họ bị rơi xuống một cái hố rồi bị một bầy rùa nước tấn công. Bầy Zenigame này thách thức nhóm Satoshi và Pikachu đã đứng ra để đấu với bầy Zenigame đó cho đến khi Gojunsa xuất hiện. Qua lời của Gojunsa, bầy rùa nước gồm những con Zenigame bị chủ bỏ rơi đã hợp nhau lại tìm kiếm con người để trả thù, gây bao nhiêu chuyện rắc rối tại thị trấn nhỏ. Nhóm Satoshi cảm thấy thật tội nghiệp cho chúng. Sau khi giải cứu bầy rùa nước khỏi tiêm rocket, con Zenigame đầu đàn đã ngỏ ý xin đi theo và Satoshi đã đồng ý. Nhóm rùa nước còn lại được Gojunsa lập thành một đội lính cứu hỏa. Zenigame tuy không phải Pokemon mạnh, nhưng nó cũng giống như các Pokemon khác của Satoshi, rất háo thắng và thích chiến đấu, y như chủ nhân của nó. Người bạn thân nhất của nó chính là Fushigidane. Hai Pokemon này thường xuyên bỏ đi chơi riêng với nhau. Cùng với Fushigidane, Pikachu, Lizardon, chúng trở thành bộ 4 Pokemon thân thiết nhất của Satoshi. Trong tập 149, sau khi giúp đỡ nhóm Zenigame thắng trong một cuộc thi phòng cháy chữa cháy, Satoshi đã yêu cầu Zenigame đi theo đội rùa nước trở về thị trấn giúp đỡ mọi người. Cơ bản, nó là Pokemon của thế hệ cũ nên chìm cút chỗ khác cho các Pokemon khác lên sàn. Sau này, Zenigame cũng quay trở lại giúp đỡ Satoshi trong một số trận chiến quan trọng. Còn hiện tại, nó vẫn đang chỉ huy các Pokemon khác đi cứu hỏa khi cần.
Pokemon tiếp theo cũng từng có một chủ nhân khác, nhưng lần này nó lạ lắm. Đó là Bureju. Tại phần phim Diamond and Pearl, trong một lần nhóm bạn đi câu cá ở suối, họ bắt gặp một con Bureju vô cùng kiêu ngạo. Nó thách thức cả nhóm. Cả Satoshi và Hikari đều rất thích và muốn thu phục nó, nhưng Satoshi đã thất bại trong việc đó và Hikari mới là người thu phục được. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tiếp theo, Bureju rất hứng thú với những buổi tập luyện của Satoshi. Nozomi cũng nói rằng dường như Hikari đang ép nó thi đấu thì đúng hơn. Theo lời đề nghị của Nozomi, Ace Spam của Satoshi rất thích biểu diễn, còn Bureju của Hikari lại rất thích thi đấu. Thế sao cả hai không trao đổi Pokemon cho nhau? Sau bao lần trăn trở, cuối cùng họ đã quyết định trao đổi. Từ đây, Bureju chính thức trở thành Pokemon của Satoshi. Bureju là một Pokemon rất tự tin và vô cùng kiêu ngạo. Nó thường hay có một số tranh chấp nhỏ với Pochama và thường được ngăn lại bởi Naitoru. Khi còn thuộc quyền sở hữu của Hikari, nó đã cùng Hikari phát minh ra thủy lưu phản lực băng giá mà sau này Satoshi đã sử dụng rất nhiều trong trận đấu. Từ khi về tay Satoshi, trong một khoảng thời gian dài, Bureju đã gánh team vô cùng lực. Nhờ nó mà Satoshi đã lấy được khá huy hiệu như huy hiệu hệ nước và huy hiệu hệ giác đấu. Nhưng sau đó, do nó không tiến hóa mà hầu hết Pokemon khác của Satoshi tại Sinnoh đều tiến hóa đến cấp cuối cùng, làm nó thọt đi khá nhiều. Kết thúc liên minh Sinnoh, Bureju ở lại vì nghiên cứu Okido. Vì anh hùng của chúng ta, đứa con của lửa Gokazaru, ban đầu khi còn là Hikozaru, nó là Pokemon thuộc quyền sở hữu của Shinji. Không giống như hầu hết các Pokemon khác của Shinji, Hikozaru lại rất có thiện cảm với nhóm Satoshi. Trong cuộc thi Pokemon đôi ở thành phố Josuga, Hikozaru và Naitoru đã có một trận đấu đôi với Zangosu và Metangross. Hikozaru đã quá hoảng sợ mà không tung ra được chiêu thức. Sau đó, Shinji đã mặc kệ nó mà không thèm ra hiệu lệnh. Trong một đòn phản công bất ngờ, Satoshi đã ra lệnh cho Hikozaru sử dụng chiêu thức phun lửa. Kết thúc trận đấu, Shinji đã thả Hikozaru đi. Nhìn thấy Hikozaru lúc này, chắc chắn nhiều bạn sẽ cảm thấy phẫn nộ và thương cảm cho Hikozaru. Thấy tình cảnh đó, Thánh Sa đã không bỏ lỡ cơ hội. Cậu nói với Hikozaru rằng hãy theo cậu và họ sẽ cùng nhau luyện tập chăm chỉ và trở nên mạnh hơn. Rồi Hikozaru đã đồng ý. Từ khi trở thành Pokemon của Satoshi, nó dần trở nên vui vẻ hơn và cũng tập luyện để làm quen với phong cách chiến đấu của Satoshi. Mỗi khi gặp lại Shinji, tinh thần chiến đấu trong nó lại được dâng cao. Trong trận đấu với Shinji ở Hoechi, sau khi đánh bại Ringuma, Hikozaru đã tiến hóa thành Bokazaru. Giờ đây, tốc độ và sức mạnh của nó được gia tăng đáng kể. Nhờ tốc độ cao hơn, nó dễ dàng áp đảo Elitabu, tuy nhiên, nó vẫn bị Elitabu đập cho đo ván. Và trong trận đấu lấy huy hiệu cuối cùng tại thành phố Nagisa, khi này nó đã tiến hóa thành Gokazaru rồi. Đây là lần đầu tiên Gokazaru không chế được ngọn lửa bùng nổ. Sau khi gần như bị hạ bởi Rentora của Denji, ngọn lửa bùng nổ được kích hoạt. Lần này nó đã nghe lời Satoshi và dễ dàng hạ Rentora. Trong trận tứ kết liên minh Sinnoh giữa Satoshi và Denji, Gokazaru đã có một trận đấu cực kỳ hay. Trước đó, nó đã hạ hai Pokemon của Shinji là Bodgorora và Tekanin. Tuy nhiên, trong trận PK cuối cùng, nó lại bị Elekibu ép cho đến mức ngọn lửa bùng nổ được kích hoạt. Với sự gia tăng của sức mạnh và tốc độ, nó đã hạ được Elekibu và giúp Satoshi vào vòng bán kết. Đây là trận đấu hay nhất mà Gokazaru đã từng có. Kết thúc liên minh Sinnoh, Gokazaru được Satoshi để lại vì nghiên cứu Okido. Gần đây, nó cùng các Pokemon hệ lửa khác đã dạy cho Gengar chiêu thức quả cầu quỷ, giúp cho Gengar mạnh hơn khá nhiều ở giai đoạn cuối. Đến với khu vực Xư, chúng ta cũng có một Pokemon hệ lửa khác từng bị bỏ rơi, đó là Chao Bư. Sau khi dừng chân tại thị trấn Karashika, Satoshi và Iris đã tham gia các trận đấu tại câu lạc bộ thi đấu Pokemon. Trận đấu của cậu bị tạm dừng do sự cố với một Pokemon mà mọi người nghi đó là Blacky. Vì đây là vùng Xư nên Blacky rất hiếm, do đó mọi người đã chia nhau ra tìm kiếm. Sau đó, Satoshi đã nhìn thấy một con Pokabu bẩn thỉu và gầy gò ốm yếu đang cố ăn thức ăn nhưng bị một sợi dây quấn quanh mõm. Cậu đã giải thoát cho nó và cho nó ăn. Sau đó thì cậu mới biết rằng con Pokabu này từng bị chủ bỏ rơi do nó đã để thua trong một trận đấu. Sau khi Pokabu giải cứu Pikachu khỏi tiên rocket, nó đã chấp nhận đi theo Satoshi. Một câu chuyện tuy đã cũ nhưng khá cảm động. Chúng ta đôi lúc cũng nhìn thấy hình ảnh của Lizardon trong đó. Pokabu là một Pokemon rất nhút nhát, tuy nhiên nó rất vui vẻ và hòa đồng với các Pokemon khác. Tuy nhút nhát nhưng nhờ có Satoshi mà trong các trận đấu, Pokabu thường cố hết sức có thể.
Trong một lần gặp lại chủ cũ, hắn đã gạt PK với Satoshi trong một trận đấu đôi vì chứng kiến Chitara vì cứu mình mà lên bảng điểm số. Pokabu đã tiến hóa thành Chao Bư rồi đánh bại con thú ăn kiến cũng như Enbuo, hình dạng tiến hóa cuối cùng của nó. Sau đó, tên chủ đó ngỏ lời muốn nó quay trở lại với hắn, nhưng Chao Bư khước từ hắn. Nó vui vẻ quay trở lại bên Satoshi, đây chắc chắn là một quyết định vô cùng đúng đắn. Sau này, Chao Bư rất nhiều lần lập công và giúp Satoshi vượt qua nhiều trận đấu khó khăn. Chính nó là kẻ đá hạ Long Thần ba đầu Sajandora của thanh niên Kotetsu. Sau khi Lizardon comeback, nó đã học được rất nhiều điều từ Lizardon để dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tiếc là Chao Bư đã không có cơ hội tiến hóa nữa. Kết thúc của hành trình, Chao Bư được Satoshi để lại viện nghiên cứu Okido. Cũng ở X4, chúng ta có tiếp Chitara, nhưng lần này thực sự là nó lạ lắm luôn ấy. Trên đường đến thành phố Shippo để lấy huy hiệu tiếp theo, nhóm Satoshi nghỉ chân ven đường để ăn trưa. Nhưng thức ăn của họ bị một Pokemon lạ lấy cắp, đó là một con Chitara. Sau khi nhìn thấy Chitara thì Satoshi rất thích thú và quyết định sẽ thu phục nó. Nhưng hết lần này đến lần khác, từ Pikachu, Mizumaru, Pokabu đều bị dính chiêu hấp dẫn. Mà đến khi Mamebato ra trận thì chiêu hấp dẫn mới không có tác dụng, vì nó vốn cũng là một Pokemon giống cái. Và cũng một phần, Chitara đã nhìn thấy tình cảm mà Satoshi dành cho các Pokemon nên đã quyết định để Satoshi thu phục. Chitara là Pokemon giống cái thứ tư của Satoshi. Trước đây, nó từng thuộc về một trainer khác, nhưng vì nó cảm thấy trainer đó không có năng lực nên nó đã bỏ đi. Thấy chị nhỏ của tôi ghê chưa, không đủ trình trên chị thì chị đi, thế thôi. Chitara là một Pokemon vô cùng cá tính và khéo léo. Nó cũng rất thông minh và có tốc độ cao. Trong dàn Pokemon của Satoshi, nó thường giúp đỡ Chao Bư khá nhiều như một đàn chị vậy. Còn đối thủ của nó là con Emonga của Aris. Hai Pokemon này cứ hở ra là cãi nhau, thậm chí là đơm nhau luôn. Nói về chiến đấu, Chitara được Satoshi tin dùng trong nhiều trận đấu quan trọng vì sự khéo léo của nó. Tại vùng ý sư này, các Pokemon khởi đầu của Satoshi không tiến hóa, trừ Pokabu, chứ Chitara tiến hóa lên được Charoda thì có lẽ nó còn mạnh hơn rất rất nhiều. Cũng vì là một Pokemon có nhiều kinh nghiệm chiến đấu mà Chitara đã góp công không nhỏ khi đưa Satoshi vào tới vòng tứ kết Liên minh X4. Kết thúc của hành trình tại X4, nó cũng được Satoshi để lại tại viện nghiên cứu Okido. Getkoga, đây có lẽ là một trong những Pokemon nổi tiếng nhất của Satoshi. Tại phần phim Pokemon XY, nó đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng các fan. Vì đơn giản, phần phim này cứ như là sân khấu riêng của Getkoga. Xuất hiện lần đầu khi nhóm Satoshi bị tấn công bởi Team Rocket, một con Keromatsu đã ra tay tương trợ rồi bị thương nặng. Satoshi đã mang nó đến viện nghiên cứu của giáo sư Platanu. Tại đây, họ mới biết rằng Keromatsu vốn là một trong ba Pokemon khởi đầu dành cho các trainer mới, nhưng nó không nghe lời trainer và bị trả lại rất nhiều lần. Sau sự kiện tại Tháp Dream, Keromatsu quyết định đi theo Satoshi. Chính nó đã chọn Sa làm trainer của mình. Keromatsu là một Pokemon rất đặc biệt. Tính cách của nó giống như của Chư Cây In. Nó cũng luôn là Pokemon đứng ra giải quyết tranh chấp cũng như bảo vệ các Pokemon trong nhóm. Sau khi tiến hóa lên cấp 3, trở thành Getkoga, nó đã cùng Satoshi liên kết ý chí lại với nhau để tạo ra một hình dạng mới. Satoshi Getkoga cực mạnh và cực ngầu. Với dạng form mới này, Getkoga chính là Pokemon chủ lực của Satoshi tại vùng Kalos. Nó luôn là Pokemon mà cậu sẽ tung ra cuối cùng để lật ngược tình thế. Nó thực sự có rất nhiều trận đấu hay khi ở Kalos. Tuy nhiên, Getkoga đã để thua Mega Lizardon X của Alan trong trận chung kết, khiến Satoshi ngậm ngùi đau đớn nhìn kẻ khác nâng cúp vô địch. Kết thúc phần phim Pokemon XYZ, Getkoga đi theo Pokemon huyền thoại Gigade phá các tàn dư năng lượng trong lòng đất, vì bằng một cách nào đó chỉ một mình Getkoga có khả năng phát hiện được. Thế là nó chia tay Satoshi để đi thực hiện nghĩa vụ của mình. Sau bao năm bỏ đi không tung tích, gần đây Satoshi có quay trở lại Kalos để tìm Getkoga. Cậu đã tìm được nó. Lần này Get đã dễ dàng đánh bại Lucario. Có thể thấy khả năng PK cũng như tốc độ của nó đã nhanh và mạnh hơn trước rất nhiều. Được trên với Z có khác, trong lần này nó cũng dạy cho Lucas phát huy sức mạnh liên kết để tạo ra ba đạo khổng lồ. Tiếc là ở giải đấu Master, Get đã không có cơ hội comeback để thể hiện. Gengar, một Pokemon cực kỳ quen thuộc trong Pokemon Johto, một trong những chiến binh đã giúp Satoshi có được danh hiệu World Champion. Tuy lúc nào cũng cười tuét tuét, nhưng Gengar cũng từng có một quá khứ buồn. Cách đây khoảng 3 năm, Gengar thuộc quyền sở hữu của một trainer khác. Tuy nhiên, kể từ khi sở hữu Gengar, hắn không thắng được bất kỳ một trận đấu nào và cũng không thu phục thêm được Pokemon nào.
hắn bắt đầu đổ lỗi cho Gengar rằng chính Gengar đã nguyên rủa hắn. Thế là vào một ngày đẹp trời, hắn nói Gengar đợi hắn ở khu nhà, bản thân hắn một đi không trở lại, hắn đã bỏ rơi nó. Chúng ta thấy hình ảnh của con đồng nhỏ nào đó đâu đây? Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, Gengar bắt đầu oán trách tên chủ cũ. Nó bắt đầu nổi loạn, nó cố gắng đuổi tất cả những ai ở khu nghiên cứu cho đến khi Satoshi xuất hiện. Trong một lần xuất hiện, Gengar đã tấn công nhóm Satoshi. Sau nhiều lần chống trả quyết liệt, con Gengar đã bị đẩy lui, nhưng nó không có ý định tha cho cậu. Trong một vài tập tiếp theo, Gengar đã ám Satoshi, khiến cậu kiệt sức rất nhanh. Khi đi trên đường, Satoshi tình cờ nghe được tên chủ cũ của Gengar nói về chuyện hắn đã bỏ rơi Gengar như thế nào, và hắn cảm thấy may mắn khi làm điều đó. Gengar lúc này đang ám Satoshi, nó đã nghe thấy toàn bộ và xuất hiện để tấn công tên chủ cũ. Sau đó, Team Rocket cố gắng thuyết phục Gengar tham gia với bọn chúng, nhưng Gengar không đồng ý, thế là chúng chuyển qua bắt nó luôn. Tuy nhiên, Satoshi đã xuất hiện kịp thời và giải cứu cho Gengar thành công. Cậu cũng ngất lịm luôn vì kiệt sức. Khi Satoshi tỉnh dậy, Gengar đưa cho Sa một quả cầu, nó đồng ý đi theo cậu. Từ đây, Satoshi chính thức sở hữu Pokemon thứ 3 tại Pokemon Johnny. Lúc còn là Pokemon hoang dã, Gengar rất hung dữ, gương mặt của nó rất đáng sợ. Từ khi đi theo Satoshi, nó trở nên vui vẻ hơn, gương mặt cũng không còn dữ dằn nữa. Nó rất hay choảng quả cầu bóng tối vào Satoshi. Sự đáng sợ của Gengar đã biến mất. Giờ đây, chúng ta có một nghệ sĩ nhân dân đích thực. Mỗi lần ra trận, nó luôn lẻ lưỡi, đòi lếu lều đối thủ. Và mỗi lần như thế, nó lại bị đập như một cái mền rách. Ở khoảng thời gian đầu và giữa, Gengar thực sự tà. Nhưng kể từ khi ăn Max Soup và có được hình dạng Kyurai Max, Gengar đã khá hơn rất nhiều. Tại giải đấu Master, nó đã giúp Satoshi khá khá. Mặc dù chủ yếu là Gotchu vẫn làm hết. Hiện tại, Gengar vẫn đang được Satoshi mang theo cho đến khi cuộc hành trình của cậu kết thúc. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.